Bye.
có Như Lai nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói Kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn trì to khắp cô độc nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng. Trưởng lão Xa Lợi Phất Đại Mùng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Ma Câu Vi La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Nang Đà. A Nang Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Đại Đệ Tử Như Thế và Hạng Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Phát Vương Tử Dần Đa Bồ Tát Càn Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tấn Bồ Tát cùng với các vị Đại Bồ Tát Như Thế và với Vô Lượng Chư Đề Hoàng Nhân vân vân. Đại chúng cùng đến dự hội bây giờ, Đức Phật báo Ngài Trưởng Lão Xa Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lãng, trong thế giới đó có Đức Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói Pháp Xá Lợi Phật, cõi đó vì sao tên là Cần Lãng? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị sự khổ chỉ hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lãng Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lãng có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lãng Xá Lợi Phật. Lại trong cõi Cần Lãng có ao bằng bảy chất bao, trong ao đầy dãy nước đủ tám công đứng. Đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường. Ở bốn bên ao trên thềm đường
tường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng. Bạc lưu lê pha lê ta từ Thích Châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh. Sáng vàng tài ánh sáng vàng sáng đỏ tài ánh sáng đỏ sắc trắng tài ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phong coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phong lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trói gian trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa tôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng vân ở phương xa đến giờ thành từ công đứng ra nghiêm dường ấy lại nữa. Xa lời phân coi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp là thường nào chim bằng hàng. Khổng tước anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân. Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim tâm thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phấn ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ xa lời phấn. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Muốn gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Khi như năm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân
đàng. Thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm ta lời vâng lại đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tin đến mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như xả lời phân cõi nước của đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xả lời phân lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi chuyển trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tin đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời vẫn chẳng có thể dùng chút ít tiền căn phương đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời phong thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà rồi chánh trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng Phật A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của đức Phật A Di Đà. Xa lời phong ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng làng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời ân chẳng thể nghĩ bàn của đức Phật A Di Đà phương đông cùng có đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng xa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tam bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư Phật xa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang văn đại diệm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà xa số những đứng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng.
rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết như hoàng sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số nhưng đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm căm cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh tinh tan bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm mà khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh từng tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật xa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đảng ma Phật phạm trang Phật trì pháp Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh chứng tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương trên có đức Phạm Âm Phật Tô Vương Phật Hương Thượng Phật Hương Quang Phật Đại Diệm Kiên Phật Tàn Sanh Bửu Hoa Nghiêm Thân Phật Ta La Thọ Vương Phật Bảo Hoa Đức Phật Kiên Nhưng Thiên Nghĩa Phật Như Tu Di Chân Phật Hằng Hà Sa Số Nhưng Đức Phật Như Thế Đều Ở Tại Nương Mình Hiện Ra Tương Lưỡi Rộng Dài Trầm Khắp Cõi Tam Thiên Đại Thiên Mà Nói Lời Thành Tấn Rằng Chúng Sanh Các Người phải nên tin kinh xưng tán băng cả tư nghị công đức những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật nơi ý của ông nghĩ thế nào vì sao tên là kinh những thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời Phật vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà có trẻ đó và nghe danh hiệu của các đức Phật thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác trả lời Phật
ông, cho nên các ông đề phải tin nhận lời của ta và của ta. Đức Phật nói xa lời Phật, nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Thời những người ấy đều rằng không thôi chuyện nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoàng đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân. Nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đức và các đức Phật đó, cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa màn trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài vì các chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này, xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó này đặng thành bậc vô thượng chánh giác, và vì tất cả thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là đấng có đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời Phật cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Phí Tâm Kinh à, Tâm Trí Huệ Thinh Thinh rộng lớn à, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân à, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt à, cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trải lòng tròn đủ xưa nay à, công thành khoa chứng có bài đích đang hàng Bồ Tát chân quan tự tại. Khi tham thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì à, độ tất cả không chi khổ ách à, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc, sắc nào khác không hay sắc tướng cùng đồng không tướng, không tướng y như tượng sắc kia. Thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy, tống về chân không tòa sanh tướng
bên chẳng sợ chẳng thêm mà cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ quẩn âm thân sao căn chẳng có sao trần cũng không mà thấy rỗng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao à tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng kia huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố tận xa lìa mộng tưởng đảo điên âm công rộn ráo chư nguyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho ai ban nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thần chú linh chi đại lừng thì cần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân căn khổ thức tình lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bấn hư an lam thần chú chân như thuyết rằng là yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tất bà hăng yên đế ba la yên đế ba la tăng yên đế bồ đề tất bà thân phận về cõi chân ngôn ly bà ly bà đế cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân lăng càng đế ta bà ha đi bà đế cầu ha đế đà ra ni ha ra đế tỳ lê nê càng đế ta bà ni bà ni bà đế cầu ha đế đà ra ni đế ni a ra đế tỳ lê nê đế ma và đế chân năng càng đế ta bà ha đại từ đại bi thường chúng sinh đại đại xa cứ muôn loài tương tố trôi sáng từ trang nghiêm đệ tử chí tâm quy mạng lễ nam mô Như Lai ưng cung chân biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn nam mô Đa Báo Như Lai nam mô Bảo Thắng Như Lai nam mô Diệu Sáng
Nam mô Quan Bác Ấn Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Ca Ma Lô Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai. Nam mô Thầm Phương Thượng Trú Tam Bảo, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Chánh Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.
chương
tiêu trường. Thế thế thương hành Bồ Tát đạo, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chung cơ phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Phân thôi Bồ Tát vi bàn lớn, nguyện di thử công đức phổ cầm những thế ngã đẳng giữa chúng sanh giới công thành Phật đạo. Đã
đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại hạnh vô hiền bồ tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phần bồ chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát tình đại hai chúng vô tạng kim lư vừa bén chiên đàn khắp sông pháp giới đạo tràng mười phương hiện thần mây bao kiên tường chư phần rõ biết ngọn hương chi tiền pháp thân toàn Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Nam Mô Hương Quân Cái Bồ Tát. Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, tìm cầu nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Này Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh A Di Đà, con nghe như vậy. Một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn kỳ to khắp cô độc về cùng với một
tương tự dần đa bồ tát càng đa đề bồ tát thường tinh tăng bồ tát cùng với các vị đại bồ tát như thế và với vô lượng chư thiên như ông Thích Đề Hoàng Nhân vân vân đại chúng cùng đến dự hội bây giờ đức Phật báo ngài Trương Lão Xá Lợi Phất rằng từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần có thế giới tên là Cần Lạc trong thế giới đó có đứng phần hiệu là trong cõi đó không có bị những sự khổ chỉ hướng những điều vui nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn bảy tầng mành lưới bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân bao bao bọc giáp vòng vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất bao trong ao đầy dãy nước đủ tám công đừng đáy ao thuần dùng các vàng trái làm đấm vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều yên sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa từ Thích Châu mà não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh trời ánh sáng xanh sáng vàng trời ánh sáng vàng sáng đỏ trời ánh sáng đỏ sắc trắng trời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành Xá Lợi Phất cõi nước Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy Xá Lợi Phất lại trong cõi nước của đức Phật đó thường trôi giang trời đứng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mạn đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa con đêm cúng dường mười muôn ân đứng vâng ở phương khác đến giờ ăn liền trở về môn quân ăn cơm xong đi kinh hành Xá Lợi Phất cõi nước Cần Lạc thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa Xá Lợi Phất cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bằng hàng Khổng Tước Anh và Xá Lợi Ca Lăng Tăng và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma văn đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó
tiếng chim sông thải đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng xá lời Phật. Ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật nó không có ba đường giữ xa lời Phật. Cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Muốn gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm cho tiên pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời Phật trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng xá lời Phật. Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy xa lời Phật nơi ý. Ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A Di Đà? Xa lời Phật Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi suốt các cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên à tăng kỳ kiếp nên hiểu là A Di Đà. Xa lời Phật Đức Phật A Di Đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời Phật lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tính đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời Phật cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đức trang nghiêm dường ấy. Xa lời Phật lại trong cõi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thôi. Chuyện trong đó có rất nhiều vì bực những sanh bộ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phá nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn hướng đứng nhân duyên mà đường sanh về cõi đó. Xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó hoặc trong một ngày hoặc hai ngày hoặc ba ngày
bốn ngày hoặc năm ngày hoặc sáu ngày hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung đừng phận A Di Đà cùng hàng thân chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh. Về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà Xá Lợi Phất, sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cực lạc Xá Lợi Phất như ta hôm nay. Người kiên công đức lời in chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tu Di Tướng Phật Đại Tu Di Phật Tu Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kính xưng tán bằng khả tư nghị công đức. Nhưng thế chư văn xa hồ niệm này xa lời phong thế giới phương nam có đứng Đăng Phật Danh Văn Quang Văn Đại Diệm Kiên Phật Tu Di Đăng Phật Vô Lượng Tinh Tấn Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh từng tán băng cả tư nghề công đức những thiết chư phần sở niềm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ phần. Vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lời rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức những thiết chư Phật xá hộ niệm này. Xá lời Phật thế giới vương băng có đứng diện kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật xá hộ niệm này xá lời Phật thế giới phương dưới có Đức Sư Tử Phật Danh Văn Phật Danh Quang Phật Đạt Ma Phật Phạm
trang phần trì pháp phần hằng hà xa cho những đức phần như thế. Đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kiên tình chứng tan bất cả từ nghề công đức. Nhưng thiệt chưa phần xa hồ niệm này xa lời văn thế giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phần hương thường phần hương quang phần đại diệm kiên phần tàn sanh bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu gì chân phần thằng hà xa cho những đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên kiên kinh xưng tán bất khả thư nghị công đức những thiên chư phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh những thiết chư phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng văn thời những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Trả lời vấn cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của ca đứng phần nói xa lời phần nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức phật A Di Đà thời những người ấy đều rằng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phận cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của các đấng và các đấng phật đó cũng lời khen công đức chẳng thể nghĩ bằng của ta mà nói lời này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu. Có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa mạng trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tất cả thế gian có tin này xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này đặng
bậc vô thượng thánh giác và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp vô tinh này đó là đấng có đức phần nói kinh này rồi. Ngài Xá Lợi Phất cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của Đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ Phí Tâm Kinh Tâm Trí Huệ Thinh Thinh Rộng Lớn Sáng Trong Ngần Chánh Bận Mây Trần Lào Lào Một Tánh Thiên Chân Bao Trầm Muôn Loại Chánh Phân Thánh Phàm Mà Vẫn Tâm Ấy Lần Trang Sáng Suốt Cõi Bờ Kia Một Bước Đến Nơi An Trải Lòng Tròn Đủ Xưa Nay Công Thành Qua Chứng Có Bài Đích Đăng Hàng Bồ Tát Danh Quang Tự Tại Khi Tham Thiền Vô Ngại Đến Trong Thầm Vào Trí Huệ Mở Thông Mà Soi Thấy Năm Uẩn Đều Không Có Gì Độ Tất Cả Không Chi Khổ Ách Trong Thức Tâm Hiện Cảnh Sắc Ra Sân Không Chung Ở Một Nhà Không Chẳng Khác Sắc Sắc Nào Khác Không Sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không tòa sanh tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rộng không mà không nhận giới biết hoàn toàn thân giới cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tất cả nhân pháp kia đều xả nhi không ấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên anh tâm không rộn ráo chưa viên niết bàn quá chứng chân viên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đáo bồ đề chứng quả chánh chân cho hay ban nhã là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh chi đại lừng thì cần chú đúng bừng quang minh
khổ, thức tình lòng giác ngộ vô sơn. Thiên nhiên chân thiền bất hư, an lam thần chú chân như thuyết rằng là yên đế, yên đế ba la, yên đế ba la tăng, yên đế bồ đề tất bà hăng. Yên đế ba đê ba đê cầu a đê đà ra ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà ha ni ba đê ba đê cầu a đê đà ra ni đê ni a ra đê tỳ lê lê đê ma ha già đê chân lăng càng đê ta bà đại từ đại bi thường chúng sinh, đại đại xa cứu muôn loài, tương tố choi sáng từ trang nghiêm, đệ từ chí tâm quy mạng lễ. Nam mô Như Lai ứng cung chánh biến tri minh hạnh tùng thiền thế thế gian giải vô thường sĩ. Điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn, Nam mô Đa Báo Như Lai, Nam mô Bảo Thắng Như Lai, Nam mô Diệu Sẵn Thân Như Lai, Nam mô Quảng Bá Thân Như Lai, Nam mô Ly Bố Quý Như Lai, Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai, Nam mô A Di Đà Như Lai, Nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo, Nam mô Thầm Phương Thường Trú Tam Bảo. Nam mô Tây Phương Từng Là Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tín Chánh Đạo Sư A Di Đà.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Đệ tử hôm nay quỳ trước điện
thành lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử dâm dồn trôi lăn mãi trong vòng lùng đảo Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyền cảnh hằng ngày tai tinh tiếng mừng đường vua ninh mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua mơ tưởng bao la vũ trùng bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong chẳng ngộ hồi đầu tâm sám hối phơi bày tỏ rõ nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khói lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tình tam động quy tam bảo phần giới cánh chuyên trì chú đáo dưng tận cùng công lễ vô minh chỉ phàm phu tự lực khó thành cầu đại giác từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tiền đến bửu thành đàn tử gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật phụng tụng công đức thù thân hạnh vô biên thân phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh công văn vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trở phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu phố nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ chúng cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiến phần ngộ vô sanh vâng thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữa chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy phật
đấng